Anh ơi, giúp mẹ con tôi với. Chở thằng bé đi ra ngoài chăm xá. Con tôi nó sốt nặng quá. Mèn đét ơi, nhỏ sốt lâu chưa mà sao khắp người nó nổi đầy ban đỏ vậy? Mà bệnh hoạn đã khổ rồi, còn đi cái giờ ngặt như vậy nữa. Có phải do nghiệp của tôi không? Sao cô nói vậy? Bệnh hoạn đâu có ai muốn đâu. Mà chồng cô đâu? Để cô đi có mình ên vậy nè. Mặt mũi chồng tôi ra sao tôi còn không biết nữa. Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi không biết. Mà thằng nào ác ôn dữ vậy trời. Để mình cô nuôi con vậy, chắc cô cực khổ lắm hả? Thằng bé cứ bệnh hoài, chắc là cái nghiệp của tôi anh à. Bậy, là do trái gió trở trời thôi. Giống như tôi nè, gần đây cứ đau mỏi vai gái hoài. Hốt thuốc quá trời mà có khỏi đâu. À, nhắc tới nghiệp tôi mới nhớ nha. Không biết cô có tin nhân quả không? Chứ tôi sống tới từng tuổi này rồi, sợ lắm cô ơi. Không giấu gì cô, ngày này năm ngoái tôi có nhậu với mấy người bạn, xỉn quắc cần câu rồi ngủ trên cái ghe này nè. Nửa đêm cái cô gái lại tôi dậy, cũng kêu chở qua sông. Lúc đó tôi quải quá, tôi cũng định từ chối rồi. Mà giờ thấy cô đẹp, cho nên tôi cũng chịu. Đêm đó mưa lất phất, mà cô mặc cái áo màu trắng mỏng dánh nè. Cô cũng biết mặc cái áo đó. Mà dính nước mưa nữa là nó dính sát vô cơ thể. Tôi qua giờ cũng lâu rồi, có hơi men trong người. Bất giác tôi nhìn cổ không chớp mắt. Máu nóng trong người của tôi, nước cứ nổi lên từng cơn. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Đầu tôi chóng mặt, qua hết cả mắt. Tới khi mà tỉnh lại thì tôi thấy cổ đã nằm bất động ở trên ghe rồi. Mà cả người lạnh toát. Tôi hoảng quá, tôi thảy cổ xuống sông luôn. Nhưng mà tôi không có cố ý đâu cô ơi. Tôi hối hận dữ lắm. Từ dạo đó tôi cũng có lập cho cổ một cái miếu, ngày đêm nhang khói, để cầu mong cổ sớm siêu thoát. Nhưng mà từ đó là tôi cũng bệnh hoạn liên miên luôn. Có hút thuốc cỡ nào cũng không khỏi. Chắc là cái nghiệp của tôi đó cô ơi. Xong tôi nghe dưới sông dưới có một cô gái mén chết đuối. Mà cái lúc cô té xuống sông là đang mang thai, nên là mất đi đứa nhỏ luôn. Dẫn tới là thần trí cô không có bình thường, khùng khùng điên điên. Mà chắc không phải cô gái đó đâu, tại vì cổ còn trẻ lắm. Ghê nhất là đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Tiếng nói của cổ cứ vang vọng ở trong đầu của tôi. Đừng mà, tôi đang mang thai. Đúng không, anh hai hù? Cô là ai? Không lẽ là cô? Cô vẫn còn sống à? Anh muốn tôi chết lắm hả? Không, tôi hối hận lắm. Tôi nghe nói là những người mà chết oan sẽ không siêu thoát được, mà quay trở về tìm người đã hại họ. Tôi không có trốn tránh. Đêm nào tôi cũng đậu ghe ở đây để chờ được gặp cô, cầu mong cô siêu thoát để được tạ lỗi với cô. Anh định tạ lỗi như nào? Con tôi chết rồi, anh định tạ lỗi như nào hả? Rồi, chào cô cậu nha. Tôi, Hai Hù, chèo ghe nổi tiếng khu này. Chợ dòng không? Nay tôi nghỉ chèo một bữa để tâm sự với anh chị em. Rồi, mời mọi người bới tôi cơm, nghe tôi kể chuyện nha. Đầu tiên, mời mọi người nhìn qua bên kia xong, thấy cái gánh hát bỏ hoang không? Hồi xưa là nổi tiếng khu này, nhờ hai cái cô đào cực kỳ xinh đẹp luôn. Cô là cũng tên Đào, cô tên Hơn. Hai chị em thân nhau, đi đâu cũng dính hết. Trong đoàn còn có ông cậu mình là chủ cái đoàn hát, một tay gầy nhựng lên, nuôi bốn miệng ăn. Có điều á, ổng thì hiền, mà bây giờ ổng như con sư tử Hà Đông. Tưởng đâu á là bà vợ vậy ông chồng không dám lén phén. Chứ mà cũng mèo mỡ gà đồng nha. Hôm đó cô Thơ phát hiện ra ông cậu mình này nè, đang tò te tú tí, tò te tủng tủng với cô Đào ở ngay trong phòng thay đồ. Tôi nhớ hôm đó hình như là ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Cái tự nhiên là vợ của cậu Bình nhào lên sân khấu lúc người ta đang biểu diễn vậy đó. Rồi người ta quản hồn đâu có kịp làm gì đâu. Không có ai biết là bà thủ sẵn con dao lam trong lòng bàn tay vậy nè. Tấn công cô Đào hì hục kéo ra là cái mặt của cổ tày quậy luôn. Ôi ơi, cổ bưng mặt ha, ngồi xuống khóc hụ hụ. Nghe mà đau lòng, thấy cũng tội. Thôi, cũng kệ. Trời ơi, tưởng đâu cái mặt như vậy là bị đá đít ra khỏi đòn luôn rồi. Vậy mà vẫn được làm đào chính mới ghê chứ. Bà con người ta nhiều chuyện tí lia tùm lum tùm lá trơn à. Cậu Bình vẫn còn thương dữ lắm. Về nhà đánh đập vợ con, đập bàn đập chén, đòi ly dị. Cho nên bà vợ bà bị khùng luôn. Rồi cũng
từ dạo đó giống như cái đòn mắt nghiệt vậy. Tai ương kéo tới. Hôm đó đang biểu diễn cái tự nhiên có người la lên cháy cháy cháy, rồi mọi người chạy tóm loạn tùm lum tùm la. Có điều á, chỉ có cô thơ á là đứng đực ra đó nhìn chằm chằm cô Đào với lại cậu Bình, mà cái mặt cổ kỳ lắm, nhìn vô lý. Kể tới đây chắc mọi người nghĩ là cô thơ có dính dáng gì trong cái vụ cháy này đúng không? Không phải đâu, là bà vợ bà làm, bà khùng mà, bà đốt cái đoạn hát vậy đó. Xong cái là từ đó cô Đào mất tích luôn. Cậu Bình thì rượu chè. Tôi tưởng đâu đoạn hát là gãy cái khúc đó rồi. Khoảng một năm sau đó, có người nói cô Đào quay trở lại, nhưng mà không có ai tin hết. Cho đến khi mà cô Đào tự nhiên bước lên trên sân khấu, cất cái giọng lên được cái vẫn hay như ngày xưa. Còn cái mặt á hả, lạnh lặng giống như không có chuyện gì hết trơn. Chỉ có điều là trắng toát vô hồn. Từ đó đoạn hát phất lên luôn. Rồi cậu Bình với lại cô Đào cũng đứng chung sân khấu như hồi xưa, ăn nên làm ra lắm. Cho đến một ngày kia, hôm đó theo như cái vở tuồng là cô Đào tấn công cậu Bình, chỉ là diễn thôi nha. Vậy mà ai ngờ cổ làm thiệt trên sân khấu luôn. Ôi ôi, ta nói máu lên láng, mà cậu Bình mạng lớn mới thoát được đó. Ê, mà mọi người biết tại sao cô Đào làm vậy không? Tại vì cái người mấy hôm nay hát với cậu Bình đó là cô Thơ. Cổ cải trang giống hệt như cô Đào luôn. Chính vì đeo cái mặt nạ da người á, cho nên mới trắng toát vô hồn vậy. Cộng thêm cái việc á, là chơi ngải để che mắt cậu Bình. Mục đích á, là để trả thù cái chuyện năm xưa. Cái ông cậu Bình này nè, chơi ngải cô Đào trước. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ mới quay ngược thời gian lại, tôi kể bắt đầu từ đầu cho dễ hiểu nè. Cái ông cậu Bình này, hồi đó tới giờ đâu có thương yêu gì cái bà vợ sư tử Hà Đông của ổng đâu. Chẳng qua là môn đăng hậu đối, gia đình ép cưới, cho nên ổng buộc phải chia tay cái mối tình cũ. Mà nghe đâu người yêu cũ của ổng bị người ta hại thê thảm. Ổng vì thương nhớ quá, cho nên ổng mới lập bàn thờ, thờ cổ ở trong căn phòng bí mật trong đoàn hát. Tới lúc mà gặp cô Đào rồi thì ổng như chết lặng. Tại sao? Tại vì gương mặt của cô Đào á giống hệt với người yêu cũ của ổng. Từ đó là ở trên cái bàn thờ đó cũng xuất hiện một con người rơm mặc trang phục tuồng cổ, khắc tên Lê Thị Đào. Lê Thị Đào. Từ dạo đó, cậu Bình thường xuyên lén lút vô căn phòng đó niệm bùa niệm chú, mục đích là để cô Đào thương mình. Nhưng mà chuyện này bị cô Thơ phát hiện. Nói trắng ra là cô Thơ thương thầm cô Đào từ lâu rồi, cho nên mới quyết liệt ngăn cản như vậy. Ban đầu thì cụ Thơ cũng chỉ định nói cho bà vợ để bà thay cô ngăn cản thôi. Ai ngờ bà vợ lại ra tai nạn như vậy. Cuối cùng là dẫn tới cô Đào ra đi trong cái đám cháy oan nghiệt đó. Cô Thơ vì yêu sinh hận cho nên quay trở lại để báo thù. Đó, giờ mọi chuyện mọi người cũng đã rõ rồi. Sau khi mà cô Thơ trả thù xong thì cổ cũng bỏ đi biệt tâm biệt tích. Cái gánh hát đó giờ bỏ qua, không có ai dám tới hết. Mà nãy giờ tôi nói chuyện, mọi người không có thắc mắc tại sao mà tôi rành dữ vậy hả? Tại vì tôi có phải là hai hồ đâu. Tôi là cậu Bình nè.